Minh Trọng, Khuất Văn Khang, Căng Ngao. Những đợt dâng cao của U22 Lào và họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Quá nhiều khoảng trống để cho chúng ta khai thác. Khuất Văn Khang chuyền bóng và Quốc Việt là người đệm lòng ghi bàn. Hai cầu thủ tiền đạo cánh đã vào sân thay người, đã tạo ra bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U22 Việt Nam. Hãy cùng xem lại bàn thắng này. Không có lỗi việt vị của Khuất Văn Khang. Pha đặt bóng rất hay. Và pha dứt điểm của Quốc Việt cũng cực kỳ gọn gàng. Xem lại tình huống này. Rất vừa vặn, rất vừa vặn. Tình huống này thì đương nhiên thủ thành Solasak không thể làm gì hơn. Sau những... Đây là hình xuất phát của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Lào. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trong hiệp đầu tiên thì U22 Việt Nam trong trang phục quen thuộc màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Cho các thủ U22 Việt Nam ngay ở phút thứ hai thôi, người ghi bàn đó là tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Một sự khởi đầu quá đẹp cho các thủ Việt Nam. Rất nhiều người nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này thôi, nhưng không ai nghĩ rằng là chúng ta có một sự khởi đầu thuận lợi tới như vậy. Một tình huống đánh đầu trong một tư thế không phải dễ dàng. Nhưng Văn Tùng là cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt với một chiều cao trên 1m80. Cự ly đánh đầu là rất khó tin, gần 16m, chính xác là đúng 16m50. Một pha đánh đầu mà chúng ta thường thấy ở những ngoại binh ở V-League thôi. Đã đối đầu với đội tuyển U22 Lào, khi đó còn là đội tuyển U23, đó là tại SEA Games 30. Rất nguy hiểm. Vô lê, vẫn còn không được. Phá dứt điểm của Thanh Nhàn, vừa phá lưới dạng nhất mùa giải trước. Đội là bóng đang xếp thứ ba tại giải vô địch quốc gia Lào, và đó cũng là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất của Lào. Cơ hội không được, đột phá không thành công của Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường hôm nay chơi ở vị trí hành lang cánh phải của U22 Việt Nam. Xem lại pha đột phá này. Mùa giải hôm nay thì Hồ Văn Cường đã có 5 trận đấu đá chính thức tại V-League. Lê Văn Đô cũng là một những cầu thủ có khả năng đá phạt trực tiếp rất ấn tượng. Văn Đô rất nguy hiểm, quả bóng rất đẹp. Người sút cũng hay và người bắt cũng tuyệt vời. Và bay người xuất sắc của thủ thành Solasak Thilavong. Lực đi tốt và điểm đến của trái bóng cũng cực kỳ ấn tượng. Bóng đi thẳng vào góc chữ A. Hơi tiếc một chút cho Lê Văn Đô với pha đá phạt trực tiếp vừa rồi. Rõ ràng là chất lượng của các thủ Lào trong thời gian gần đây là rất tốt. Với vị trí của Roman Argot, trận đấu vẫn tiếp tục, không có còi. Chưa hiểu lý do tại sao trọng tài biên đã phất cờ nhưng trọng tài chính lại không cắt còi. Một những loại cỏ lá kim. Đây là Thanh Nhàn, rất thoáng bên phía cánh trái. Lê Văn Đô, Lê Văn Đô không được. Lê Văn Đô, Văn Tùng và Thanh Nhàn là ba tiền đạo của U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Những gì đã diễn ra trong khoảng 34 phút thì rõ ràng đây không phải là một trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Hồ Văn Cường, pha băng lên của Hồ Văn Cường không được, vẫn là những đường chuyền cuối cùng. Vô lê!
rất hay. Pha bắt vô lê nhanh của Nguyễn Thanh Nhàn. Một pha bóng tương đối hiện đại của số 11 bên phía U22 Việt Nam. Đỡ ngực sau đó xoay người bắt vô lê ngay. Anh cùng xem lại pha bóng này. Trước đó là pha đưa bóng vào không thực sự tốt của Hồ Văn Cường. Khá đẹp bắt. Ôi! Bóng đã nằm gọn trong tay của Quan Văn Chuẩn. Nhưng có thể thấy là những miếng đánh của U22 Lào cũng rất sắc nét. Xem lại pha bóng đánh nách trung lộ rất hay. Người có pha chuyền bóng rất đẹp đó chính là Clintel, một trong ba cầu thủ chơi ở nước ngoài của U23 Lào xuất hiện trong đường xuất phát. Thanh Nhàn sút xa. Thanh Nhàn có khả năng sút tốt bằng cả hai chân. Lepardo, Lepardo phá cái Lepardo. Bóng cắt ngang công thành của thủ môn Thi La Bồng. Văn Tùng đã không thể kịp tiếp cận. Lepardo, Thanh Nhàn, những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ PVF đều có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Vừa rồi là dấu ấn đậm nét nhất của Lepardo trong hiệp tiền đấu đầu tiên này. Và đập nhả rất hay. Damos dứt điểm. Và dứt điểm không trúng đích của Damos. Damos là một trong hai cầu thủ gốc Việt trong danh sách của U22 Lào. Lên bóng cho cao thủ U22 Việt Nam, Thanh Nhàn, Văn Tùng. Vẫn là Văn Tùng. Rất khó với một cự ly dứt điểm và đặc biệt là tư thế của anh. Tư thế như vừa rồi thực sự rất khó để tung ra một tình huống sút bóng căng. Quốc Việt. Rất tiêu chính xác. Bóng đi vọt xà ngang rất nhiều. Đến từ Saipaya. Xem lại pha bóng này. Rất để khó xác định được là số 7 bên phía U22 Lào đã vệt vị hay chưa. Rồi là một pha chuyền bóng nách trung lộ rất hay đến từ Sang Vi Lai. Quá may mắn cho khung thành của U22 Việt Nam trong pha bóng vừa rồi. Xà ngang đã cứu thua cho chúng ta. Một fan thực sự rất hú vía. Cùng xem lại pha bóng này. Nhưng có lẽ là đã có lỗi việt vị. Nhưng trong pha bóng vừa rồi, cầu thủ ở trong vị trí việt vị đó là Johnny đã không tham gia tình huống. Quá bất ngờ với các cầu thủ Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi không vào. Quá may mắn cho đội tuyển của chúng ta. Đúng là không thể nhận ra U22 Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Suýt chút nữa thì cầu thủ vào sân thay người đó là Sapanya đã có bàn thắng sau bằng tỷ số 1-1. Và đệm lòng ở cự ly rất gần đúng vị trí của Quan Văn Chuẩn. Chắc chắn là sau trận đấu này sẽ còn rất nhiều những nỗi lo cho đội tuyển của chúng ta. Minh Trọng, Khuất Văn Khang, Căng Ngao. Những đợt dâng cao của U22 Lào và họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Quá nhiều khoảng trống để cho chúng ta khai thác. Khuất Văn Khang chuyền bóng và Quốc Việt là người đệm lòng đi bàn. Hai cầu thủ tiền đạo cánh đã vào sân thay người, đã tạo ra bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U22 Việt Nam. Hãy cùng xem lại bàn thắng này. Không có lỗi việt vị của Khuất Văn Khang. Pha tạt bóng rất hay. Và pha dứt điểm của Quốc Việt cũng cực kỳ gọn gàng. Xem lại tình huống này.
10. Rất vừa vặn. Tình huống này thì đương nhiên thủ thành Solasak không thể làm gì hơn. Xem trọn vẹn SEA Games 32 trên Facebook, YouTube, TikTok, Netsport.